Thói quen hàng ngày âm thầm làm bạn tăng mỡ bụng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Mỡ thừa ở bụng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như một số bệnh ung thư, đột quỵ, tiểu đường loại 2. Chuyên gia dinh dưỡng Reda Amandi giải thích nguyên nhân gây ra mỡ nội tạng và những thói quen hàng ngày có thể làm tăng mỡ bụng. 1. Nhai thức ăn không đúng cách. Chuyên gia Amandi nhắc nhở, nhai kỹ thức ăn sẽ giúp chia carbon hydrate và protein thành những miếng nhỏ, dễ tiêu hóa hơn. Nếu bạn không nhai đúng cách, hãy thử dùng thìa, ống hút khi ăn uống. 2. Ăn quá nhiều một lúc. Hấp thụ quá nhiều calo cùng một lúc có thể dẫn đến tăng cân. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn dùng các loại thực phẩm giàu carbon hydrate như bánh mì, mì ống, cơm, khoai tây. Khi bạn ăn những món ăn trên, cơ thể bạn sẽ biến đổi chúng thành đường, được tích trữ quanh vòng eo dưới dạng mỡ bụng. Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày sẽ tốt hơn ăn 3 bữa lớn. 3. Không uống đủ nước. Uống nhiều nước giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Da của bạn cần độ ẩm, tóc và móng tay của bạn cũng cần được cấp nước. Giữ đủ nước giúp tiêu hóa của bạn hoạt động bình thường. 4. Ngủ không đủ giấc. Thiếu ngủ khiến các hormone căng thẳng tăng lên, dẫn tới tăng mức độ đói. Thiếu ngủ làm chậm tốc độ trao đổi chất của bạn, khiến việc đốt cháy calo trở nên khó khăn hơn. Bạn cần cố gắng đi ngủ sớm để tránh vấn đề này. Tình trạng này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ, huyết áp cao, ung thư. Đây là loại chất béo dư thừa tích tụ xung quanh vùng dạ dày, được gọi là mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng rất nguy hiểm vì nó làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính. Ngoài cách đo bằng thước dây, bạn có thể dựa vào chỉ số khối cơ thể BMI để xác định có quá nhiều mỡ bụng hay không. Chỉ số BMI từ 25 đến 29,9 được coi là thừa cân, trên 50 là béo phì. Có hai yếu tố chính góp phần tích tụ mỡ nội tạng: di truyền và lối sống. Di truyền đóng một vai trò rất lớn trong việc cơ thể bạn lưu trữ chất béo nhanh như thế nào. Một số người thừa hưởng gen từ cha mẹ, do đó có khả năng tích tụ mỡ nội tạng cao hơn. Tuy nhiên, chỉ riêng di truyền học không giải thích đầy đủ lý do một số người lại tích tụ nhiều mỡ nội tạng hơn những người khác. Lối sống cũng là một yếu tố. Nhóm ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có xu hướng tích trữ nhiều chất béo nội tạng hơn những người có chế độ ăn uống lành mạnh hơn.